đạo diễn Trương Phong. Biên kịch Tan Giới với sự tham gia của các diễn viên chính: Trần Hiểu trong vai Thục Xã, Vĩnh Nhi trong vai Đào Hoa, Vương Tử Nghị trong vai Lưu Vũ, Đào Tuệ trong vai Chu Tinh Hoa, Tuyết Ly trong vai Chu Doanh Doanh, cùng sự tham gia của một số diễn viên. Uống cái này đi. Sao em dám vào nhà vệ sinh nam? Lần trước em nhìn thấy thuốc dạ dày trong xe của anh, em đoán là dạ dày của anh không ổn, nên em đã mua thuốc này. Lần sau anh hãy uống lót dạ trước khi uống rượu thì anh sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Được, cảm ơn em. Em để đó đi, lát anh uống. Bên trái chỗ đó luôn là bên phải. Cái bóng thật ra là thực thể. Chỗ đó chỗ đó em đang làm gì thế? Em muốn đọc cho anh nghe một bài thơ, kết quả em lại quên mất. Em còn cho rằng nếu em đọc thơ cho anh thì có thể khiến anh cảm thấy vui hơn một chút. Anh xin lỗi. Em đó, tại sao đột nhiên em lại muốn đọc thơ? Không có gì, em chỉ muốn học một vài điều. Học vài điều cũng rất tốt, nhưng thật ra em không cần phải học điều đó. Không cần phải cố chấp bám vào sách vở. Ngày thường em có thể đi xem vài buổi hòa nhạc, tham gia vào một số hoạt động xã hội gì đó. Tất cả đều khá thú vị. Sao thế? Giận rồi à? Em chỉ cảm thấy anh biết rất nhiều thứ, em thì không biết gì cả. Anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Có một điều em hiểu rõ hơn anh đó. Là gì? Làm bánh ngọt. Bánh em làm rất ngon, nhưng anh không biết làm. Đúng rồi. Sao em có thể xuất hiện ở đây? Em đã đăng ký một lớp dạy kèm ở gần công ty anh.
Em đi theo anh suốt chặng đường đến đây à? Lúc ấy em thấy anh đang bận, cho nên em không bước đến làm phiền anh. Em chỉ đến để đưa cho anh cái này. Em đó, sau này không được làm chuyện như vậy nữa, quá nguy hiểm. Đi, anh đưa em về nhà. Cảnh ở đây rất đẹp, ở thêm một lát nữa đi. Anh đã nhớ ra chưa? Nơi chúng ta đã thức suốt đêm, nơi yên tĩnh giống như thiên đường, nơi sâu thẳm giống như đại dương. Mà anh, mà anh, anh thế nào? Bác Tài, anh mau đưa anh ấy về nhà đi. Cảm ơn. Anh Bối Tháp, đã trễ như vậy rồi, sao anh lại ở đây? Đúng là trễ rồi, em cũng về sớm rồi nghỉ ngơi đi. Cậu vẫn còn thức à? Tình yêu và công việc không thể đi đôi với nhau. Tôi có thể vứt bỏ giấc ngủ. Dù sao thì tôi cũng không muốn làm việc. Tôi cũng không có tình yêu. Nếu không thì cậu đưa giấc ngủ của cậu cho tôi đi. Lại có chuyện gì với cậu thế? Cậu có đào hoa của cậu, bàn nha có lưu vũ của em ấy. Hai người các cậu ai cũng đều yêu đương. Nhưng tôi có thể làm gì? Bối Tháp, cậu vừa nói gì? Bàn Nha và Lưu Vũ, cậu nói rõ hơn đi. Xin chào. Sao con vẫn còn thức thế? Bây giờ là thời gian làm việc của con. Không phải con đã từ chức rồi sao? Con từ chức rồi, cũng đã hợp tác cùng người khác để mở một văn phòng luật. Đây có phải là chuyện chúng ta đang nói không? Được rồi, lát nữa chúng ta nói chuyện này sau. Trước tiên hãy nói chuyện với ba một lát. Ba lại uống rượu nữa rồi phải không? Xã giao mà. Nếu ba uống rượu thường xuyên thì cần phải bảo vệ gan. Ngay cả chuyện này mà con cũng biết nữa à? Ba mau uống đi. Ba nói đi, có chuyện gì? Con thật sự không định quay về giúp ba sao? Ba, tại sao ba lại nói đến chuyện này? Chẳng phải chúng ta đã nói xong rồi sao? Bởi vì ba hối hận rồi. Ba, ba không được giở trò xấu xa như vậy. Con trai à, sự nghiệp mà ba dốc sức làm ra ở trong nước chính là để cho con hiểu không? Ba, sự nghiệp của ba là sự nghiệp của ba, sự nghiệp của con là sự nghiệp của con. Con có công việc mà con yêu thích, ba cũng không thể bảo con vứt bỏ mọi thứ của con rồi quay lại bắt đầu từ con số không. Cái gì mà bắt đầu từ con số không? Số khung đó của con không khác gì 100 của người khác. Con không thích dựa dẫm vào người khác. Con không thích dựa vào ba. Hơn nữa, nếu con đến công ty của ba, ba nói thử xem con có thể làm gì. Có thể làm gì, có rất nhiều chuyện con có thể làm. Con trai, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực. Ba sẽ làm đệm lót đường cho con, sẽ không mất nhiều thời gian.
Ba, con vẫn quyết định mở công ty luật của mình. Không có tiền đồ. Vậy thế này, hai chúng ta nhượng bộ một chút. Trước tiên ba sẽ không nói với con về chuyện về nước, nhưng trong hai tháng con nghỉ phép ở trong nước, con phải đến công ty làm việc. Tại sao? Không có tại sao. Quyết định vậy đi. Ba đã quyết định rồi. Đây là thẻ công tác và thẻ gác cổng của anh. Tôi cũng phải quẹt thẻ à? Không cần, nhưng anh vẫn cần phải quẹt thẻ để ra vào cổng. Để tôi làm mẫu cho anh về cách sử dụng nó. Cảm ơn. Tại sao cô lại đưa thẻ cho anh ta? Đào Tổng. Chào buổi sáng, Đào Tổng. Anh là người phụ trách tạm thời của bộ phận pháp lý. Mong em sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn. Chuyện hài của anh đúng là rất buồn cười. Đây là ý của Diệp Tổng và Minh Tổng. Hoan nghênh anh. Cô không còn việc gì thì đi trước đi. Đào Tổng sẽ đích thân làm mẫu cái này cho tôi xem. Được. Đào Tổng, tại sao anh lại đột ngột đến đây làm việc? Đó là do khó có thể trái lệnh ba. Anh trở thành một cậu bé ngoan biết nghe lời từ khi nào? Anh không còn cách nào khác. Cũng giống như em, luôn ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ. Rất ngoan ngoãn lấy chồng. Em đâu cần anh quản. Quẹt thẻ của anh đi. Mọi người xin hãy im lặng một chút để tôi giới thiệu với đồng nghiệp mới. Cậu ấy là Thư Khắc, bạn học cũ của tôi. Bắt đầu từ hôm nay, khi mọi người ra ngoài chạy theo khách hàng, mọi người hãy đưa cậu ấy đi cùng. Trước tiên hãy để cậu ấy làm quen với nghiệp vụ của công ty. Không có vấn đề chứ, không thành vấn đề. Đừng lo lắng, ngồi đó đi. Được rồi, cậu cứ làm việc của mình. Anh là bạn cùng lớp với Vương Tổng à? Vậy nhất định rất có kinh nghiệm. Nào có, tôi đã đổi nghề rất nhiều năm. Bây giờ tôi đã trở lại công việc cũ. Mong rằng sau này các đồng nghiệp sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn. Cậu biết không, gần đây ông chủ chúng ta lại dụ dỗ một cô em gái. Tôi biết, hơn nữa khẩu vị cũng thay đổi rồi nha. Là cô con gái rượu đấy. Doanh Doanh, mau đến đây nếm thử bánh ngọt đi. Cô gái đó là ai vậy? Tôi không biết, cũng không quen. Người ta cũng thường đến đây lắm. Cô ấy còn gửi đến một hộp bánh ngọt do chính tay cô ấy làm, để bày tỏ tình yêu đó. Doanh Doanh, mùi vị ngon lắm, thử đi. Không ăn, không có khẩu vị. Cô ấy bị sao vậy? Được rồi, phương án đó cứ quyết định như vậy. Lấy một vài hàng mẫu để làm tờ rơi quảng cáo. Được rồi, xin lỗi. Đây là cái gì? Đây là mẫu trang sức do công ty Sơn Siêu gửi đến. Nếu như Chung Tổng thích thì có thể chọn một phần tùy ý. Trang sức à, cái này thì tôi có rất nhiều. Tặng cho các cô gái trong công ty đi. Tiểu Ngụy, Lưu Tổng, để lại một phần cho tôi. Vâng, Lưu Tổng. Tặng cho cô gái nào đó. Không phải cô nói các cô gái rất thích sao? Đúng vậy, cho nên nó không thích hợp với những người trưởng thành như chúng ta. Mẹ, hãy xem cái này nhé. Đặt nó ở đây đi. Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại bảo Minh Viễn đến đây làm việc vậy? Trưa nay con đi ăn cơm cùng mẹ nhé. Lẽ nào là ăn cơm với Minh Viễn sao? Với nhà dì Tôn của con. Được ạ. Nhưng sao mẹ vẫn không nói cho con biết? Thời gian không còn sớm nữa, ăn cơm xong rồi tiếp tục nói chuyện.
Lão Diệp, mọi người đều đến rồi à? Đúng vậy, Đào Hoa. Dạ, chào dì Tôn. Chào Đào Hoa. Dì còn trẻ ghê. Đào Hoa, miệng cháu ngọt thật đó. Vinh Sương, mau ra mắt Đào Hoa và dì Diệp đi. Đào Hoa, đã lâu không gặp. Chào dì Diệp. Chào cháu. Chào anh Vinh Sương. Mau ngồi đi. Nào ngồi đi. Cậu nói thử đi, thật sự là đã bao lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ngồi? Hai người không thường xuyên gặp nhau à? Bọn dì gặp nhau thường xuyên, nhưng hai bọn trẻ các con quá ít cơ hội gặp nhau. Sau này chúng ta phải thường xuyên liên lạc nhé. Đúng đó, mọi người đều ở Bắc Kinh lại quen thuộc như vậy, phải thường xuyên liên lạc nhé. Anh Vinh Sương, tại sao anh không đến dự đám cưới của em? Đào Hoa, anh Vinh Sương của cháu vẫn luôn thích cháu. Cháu biết mà. Nếu nó đến đó thì sẽ đau lòng. Đừng nhắc đến hôn lễ gì đó nữa. Vừa làm xong hôn lễ thì chú rể liền đi nước ngoài rồi. Cậu xem một cuộc hôn nhân như vậy có đáng tin cậy không? Tôi thấy nó không đáng tin bằng việc gả cho Vinh Sương. Đó là bởi vì Vinh Sương nhà chúng tôi cực kỳ đáng tin cậy. Mẹ, thật ra thư khác anh ấy. Người lớn đang nói chuyện, trẻ con đừng xen vào. Nào Đào Hoa, em ăn một chút đi, trông em rất gầy. Con nhìn đi, anh Vinh Sương tri kỷ biết bao, không phải sao? Vinh Sương nhà chúng tôi vừa thiết thực vừa chăm chỉ, có học thức uyên bác, mà nó còn luôn luôn yêu thích Đào Hoa nhiều năm như vậy. Nó chưa từng có bạn gái, cậu nói xem, tìm đâu ra một người con rể tốt như vậy? Đúng vậy. Nào, ăn cơm thôi. Mẹ đừng có bảo con đi xem mắt nữa được không? Đừng bắt con gặp mặt Vinh Sương nữa. Ở trong mắt mọi người, con là một người đã có gia đình. Nếu con làm vậy, thì con sẽ trở thành loại người gì? Trước tiên để các con liên lạc với nhau tăng thêm cảm tình thì có gì không tốt? Ít nhất thì người ta cũng môn đăng hộ đối với chúng ta. Cho dù con là cóc dẻ thì nó cũng được sinh ra trong ổ phượng hoàng. Còn tốt hơn loại người lăn lộn ở trong bùn lầy đó cả trăm lần. Huống chi, cuộc hôn nhân của con không phải thật. Dù sao thì con cũng không muốn chơi trò này với mẹ. Mẹ thích sắp xếp thế nào cứ làm thế đó. Con nhất quyết không đi. Mẹ nói con biết. Mẹ đặt trước mặt con ba sự lựa chọn. Thứ nhất là ăn tối với Vinh Sương. Thứ hai đi hẹn hò với Trong Cơ. Thứ ba kết hôn với Minh Viễn. Con lựa đi. Alo, Thư Khắc, tôi không quan tâm bây giờ anh đang làm gì. Anh mau xuất hiện trước mặt tôi, ngay lập tức. Tôi đến rồi, cô làm sao vậy? Lại nổi điên cái gì? Đừng nói chuyện ở đây. Lỡ như mẹ em phát hiện phải làm thế nào? Em đang muốn để cho bà ấy nhìn thấy. Em muốn công khai quan hệ chúng ta. Không phải anh nói với em rồi sao? Đợi đến khi công việc anh ổn định hơn. Nhưng bây giờ không thể đợi được. Không phải anh không có tiền, không có công việc chính thức hay sao? Bây giờ em không cần những điều đó. Thứ em cần là con người anh. Anh biết em nhỏ tiếng một chút. Anh biết đó là do anh không tốt. Không liên quan đến anh, là do anh không tốt. Anh nhận lỗi với em còn không được sao? Anh sẽ mời em ăn một bữa thật ngon. Em không ăn, được rồi đừng giận nữa. Con gái về rồi à? Sao con lại mang theo đồ ăn? Hôm nay bà Nha sẽ không về ăn tối. Nó trực đêm ở trường. Con biết cái này là cho ba ăn. Ba không thích sao? Ba thích chứ. Những thứ con gái mang về ba đều thích ăn. Thơm quá. Chờ một chút. Cái này nguội rồi, hâm nóng lại rồi ăn. Không cần đâu, để ba nếm thử một chút.
Con gái, sao con lại không vui? Vậy ba hâm nóng rồi ăn tiếp nhé. Không phải là do mẹ con. Bà ấy bảo con kết hôn với Minh Viễn. Con không biết bà ấy nghĩ cái gì. Minh Viễn là ai? Ba quên rồi sao? Là con trai của bác Minh mới từ nước ngoài trở về. Ba nghĩ xem tại sao anh ta lại quay về. Ông già Minh Vạn Hoàng kia đúng là không biết xấu hổ. Bản thân không đứng đắn, vậy mà ông ta còn muốn bảo con trai mình chiếm đoạt con gái ba. Không có cửa đâu. Sao ba lại kích động như vậy? Gân xanh cũng nổi lên rồi. Dù con gả cho người nào cũng không thể gả cho con trai tên xấu xa đó. Ba, không phải ba luôn muốn gả con cho A Nam sao? Cậu ta mà cũng có thể so sánh với A Nam mà. Nói một cách khách quan, ngoài việc anh ta khiến người khác cảm thấy hơi phiền, hết điều kiện anh ta cũng được coi là có chút ưu tú. Vậy theo cách nói của con thì gả cho Thư Khắc còn tốt hơn. Gả cho Thư Khắc thì sao? Được đó ba. Con gái à, con đang gài ba à? Không phải ba vừa mới nói ba ủng hộ con với Thư Khắc sao? Không phải ba không có ý đó. Ba, chúng ta đã thống nhất mục tiêu, kiên quyết không thể có bất kỳ điều gì liên quan đến Minh Viễn, đúng không? Đúng vậy, nhưng ý ba là vậy thì chúng ta chỉ có thể đi một con đường khác. Không được, con muốn đi theo con đường nào? Vậy thì ba đừng để ý chuyện này. Ba cứ ăn xiên nướng trước, con về phòng. Không được, con gái à, con nói ba biết đi. Con muốn đi theo con đường nào? Lưu Tổng, tặng cho em. Đẹp quá. Thích không? Nhưng cái này quá quý trọng rồi, em không thể nhận. Không sao, dù sao thì nó cũng do khách hàng tặng. Vậy em sẽ nhận nó. Em vẫn dễ dàng thỏa mãn. Người biết đủ là luôn vui vẻ. Lên xe đi. Gần đây bà Nha thế nào? Già rồi nên hơi mơ hồ, không thể nhớ đúng sổ sách. Lát nữa cậu kiểm tra lại một lần đi. Tôi đang nói với cậu đó. Mặt mày ủ dột, cậu đã nằm sấp ở đó một lúc lâu rồi đấy. Cậu có ý gì? Chỗ tôi không thiếu sư tử bằng đá. Anh Thụ đã nói chuyện với cậu đó. Cậu vẫn mong bự của mình lên làm gì? Đi sang một bên đi. Với Tháp, con gái về rồi à? Bối Tháp sao vậy? Cậu ta thế nào? Ba còn muốn hỏi con đây. Có phải anh ấy thất tình không? Thất tình mà. Nhưng bà Nha lại không muốn ở bên anh ấy. Không đúng. Tại sao con lại quay về một mình? Tăng ca. Thất tình nè. Sao anh lại ở đây? Anh đang đợi em. Đây là con đường mà em phải đi qua mỗi khi đi làm. Đúng rồi, hôm nay anh đợi em 32 phút. Thời gian ta làm cũng quá muộn. Anh làm gì ở đây? Hôm qua em nói chia tay, nên anh đến gặp em. Anh không muốn chia tay. Châu Nhĩ Đoá, chúng ta ở bên nhau hơn 5 năm. Em chỉ muốn hỏi anh một câu. Rốt cuộc anh yêu em vì điều gì? Em quá ấu trĩ rồi. Em yêu à? Chúng ta không phải trẻ con. Yêu đương không phải trò đùa của trẻ con. Mục đích của tình yêu là gì? Là để kết hôn. Chúng ta không có lý do gì để chia tay. Đúng. Anh nói tình yêu không phải trò đùa. Đó là để kết hôn. Vậy kết hôn để làm gì? Để nối dõi con đường sao? Em đã suy nghĩ rất cẩn thận. Chúng ta phù hợp mọi mặt. Em thậm chí còn nghĩ chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau đến già. Nhưng bây giờ em nghĩ hạnh phúc bên nhau đến già chỉ là mục đích của tình yêu. Đó chỉ là một lý tưởng. Phù hợp cũng không phải là lý do để ở bên nhau. Đó là lý tưởng sau khi ở bên nhau.
Em đã nói nhiều như vậy rồi, anh có thể hiểu không? Em hy vọng lý do anh không muốn chia tay với em không phải là bởi vì không có lý do để chia tay, mà là bởi vì anh thật sự yêu em. Anh có hiểu em nói gì không? Anh hiểu. Em yêu à, anh có thể. Anh đã hiểu rồi. Anh thật sự yêu em. Nhưng em đã từng nghĩ kỹ chưa? Chúng ta đã đặt khách sạn cho hôn lễ. Nếu muốn rút lời thì phải trừ tiền cọc. Mà chúng ta cũng đã xem qua rất nhiều ngôi nhà. Khoản vay sắp giảm xuống rồi. Em đã tính đến chuyện này chưa? Sau khi hai chúng ta chia tay, cần phải tốn phí, bao nhiêu chi phí thời gian và kinh tế? Em đã tính đến chuyện này chưa? Sao vậy? Không phải, em yêu à, tàu điện ngầm ở bên kia. Anh, ở đây được không? Anh chụp giúp em một tấm ảnh nhé. Được. Chủ yếu là chụp cho em và sợi dây chuyền này. Xong rồi. Em vẫn chưa chụp xong ở đây mà. Nếu không thì chúng ta chụp chung nhé. Thời gian không còn sớm nữa. Đã đến lúc đưa em về nhà rồi. Anh ơi, đi thôi. Hôm nay thật sự rất vui. Tạm biệt. Tạm biệt. Cảm ơn vì sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho em. Có phải cô cãi nhau xích mích với bộ phận khác không? Tuổi thân rồi à? Nói tôi biết đi. Vậy là vấn đề của tôi. Không liên quan đến người khác. Nhưng tôi cảm thấy bây giờ cuộc sống của tôi đang rất hỏng bét. Công việc nghề nghiệp là do Đào Hoa tìm cho tôi. Nhưng hai người đã chia tay rồi. Đợi một chút. Chuyện của tôi và Đào Hoa không liên quan đến cô. Dù sao thì anh cũng đừng quan tâm làm gì. Bây giờ tôi đang ở công ty này, chỉ còn lại sự xoắn xuýt mà thôi. Tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Tôi sẽ từ chức và nghỉ phép một thời gian. Tôi có thể duyệt cho cô nếu cô muốn nghỉ phép, không cần từ chức. Có lẽ là tôi muốn đổi hoàn cảnh. Cô chắc chứ? Được. Vậy tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Tôi còn có thể giúp gì cho cô không? Tôi đã làm theo các thủ tục của bộ phận nhân lực rồi. Nhưng tôi cảm thấy tôi nên nói trực tiếp với anh. Cô là một nhân viên giỏi, có năng lực sáng tạo. Cũng là một người bạn tốt. Anh cũng là một ông chủ tốt. Nhất là dưới sự so sánh của ông chủ thứ hai kia. Còn ghi thù thay cho bản thân của mình nữa à? Tôi đã bỏ qua chuyện đó lâu rồi. Cậu ấy đã tìm được hạnh phúc của mình. Nếu không còn việc gì thì tôi đi đây. Thường xuyên liên lạc nhé.
gió xuân ấm áp thổi từ phía đối diện, nhiều đoá hoa đào nở rộ. Alo, Doanh Doanh, tôi cách dưới lầu công ty của cậu 5 phút nữa, ra ngoài uống cà phê đi. Tôi không có ở công ty. Cậu được cử ra ngoài à? Không có, tôi từ chức rồi. Từ chức rồi. Này, Chu Doanh Doanh. Bây giờ cậu vừa chia tay vừa từ chức, hai việc lớn như vậy, tại sao cậu chưa bàn bạc với tôi mà đã làm xong hết rồi? Bây giờ cậu là một người phụ nữ đang trong giai đoạn yêu đương, đầu óc của cậu giống như được rót mật ong. Nếu tôi bàn bạc với cậu cũng như bàn bạc với Hồ Dán vậy. Bây giờ cậu vừa thất tình vừa thất nghiệp, tiếp theo cậu định làm gì? Tôi là người đề nghị từ chức, tôi cũng là người đề nghị chia tay, sao có thể gọi vừa thất tình vừa thất nghiệp? Đó gọi là cho bản thân một cơ hội để lấy lại sự sống, cậu hiểu không? Vậy cậu chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới à? Tôi muốn tạm thời nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sau đó tình cờ gặp được tình yêu đích thực. Làm sao để tình cờ? Tôi vẫn chưa nghĩ đến. Lại cái tên Vinh Tương này. Bây giờ tôi cũng không muốn nhắc đến mẹ tôi để nói chuyện qua loa với anh ta. Thục Khả vẫn tốt hơn. Sao tôi lại không thể nói cho mẹ tôi biết? Vậy cậu nói với Linh Phương đi. Không phải là bán mẹ tôi rồi sao? Dù anh ta yêu tôi đi nữa thì cũng không đến mức như vậy. Không đến mức muốn giữ bí mật giúp tôi. Tình yêu thật sự là một thứ rất kỳ lạ. Nếu anh ta biết cậu đã kết hôn thì anh ta vẫn nguyện ý làm lốp xe phòng hờ cho cậu. Nhưng anh ta sẽ không kỳ lạ giống như bạn trai cũ của cậu đâu. Tôi không có hứng thú tìm hiểu chuyện anh ta. Thật à? Nữ chính của tin đồn lại là em gái cùng cha khác mẹ của bạn trai hiện tại nhà cậu, Bàn Nha. Lưu Vũ và Bàn Nha, hai người họ. Chuyện này quá vớ vẩn rồi, tôi không tin. Tôi cũng không muốn tin, nhưng sự thật đang đặt trước mắt cậu. Cậu có muốn tin hay không? Dù sao chuyện đó cũng không liên quan gì đến tôi. Tiếp theo, xin cậu hãy bỏ tôi ra khỏi cuộc đời của cậu. Lóc khoảng một thời gian, tôi muốn dùng phương thức nằm lười trong nhà để ngăn cản linh hồn không có chỗ nương thân của tôi một chút. Không được, Lưu Vũ và Bàn Nha, từ khi nào mà khẩu vị của anh ấy lại trở nên không tìm thấy dấu vết như vậy? Hơn nữa, Lưu Vũ còn lớn hơn Bàn Nha bao nhiêu tuổi? Mong cậu đừng quan tâm đến bạn trai cũ của mình. Không phải điều trước tiên cậu quan tâm là nếu bạn trai hiện tại của cậu biết chuyện, bạn trai cũ gì đó của cậu có quan hệ với em gái khác cha khác mẹ của anh ấy thì sẽ thế nào? Lại đến rồi. Nếu cậu đã phân tích thấu đáo như vậy thì giúp tôi một việc đi. Anh có ngại khi em dẫn bạn đến không? Tất nhiên là không rồi. Bạn của em chính là bạn của anh. Em đừng nói vậy. Thật là nhân dĩ quần phân. Cô Chu là người có học thức cao, ăn mặc đơn giản cũng có thể toát lên sự sang trọng và khí chất phi thường từ trong ra ngoài. Không phải anh đang trá hình nói tôi xấu xí chứ? Đương nhiên là không rồi. Cô Chu, mong cô đừng hiểu lầm. Trước tiên tôi vào phòng vệ sinh một chút. Cậu ấy đi coi video với ông xã đang ở nước ngoài của cậu ấy. Thật sao? Tình cảm của họ tốt đến vậy sao? Vốn dĩ tôi cũng cảm thấy như vậy. Thậm chí tôi còn muốn chờ ngày hai người họ ly hôn, rồi giới thiệu anh trai của tôi cho Đào Hoa làm quen. Nhưng nào ngờ hai người họ lại gắn bó keo sơn. Họ rất tốt, khoảng cách không có vấn đề. Đừng nhìn hai người chúng tôi dính chặt nhau mỗi ngày, nhưng nó luôn là mối tình của ba người. Mỗi ngày sự chú ý của cậu ấy đều ở trên điện thoại. Tôi là một bóng đèn vô hình. Vì vậy mới nói nếu hai người yêu nhau lâu dài và bên nhau sớm tối. Kỹ năng diễn xuất của cô Chu đúng là tuyệt vời. Không đúng. Sao tôi có thể diễn được? Đào Hoa nhờ cô nói những lời này à? Không sao đâu. Lần trước tôi cũng nhìn ra rồi. Có lẽ tình hình không giống như tôi đã hiểu. Tôi thật sự thích Đào Hoa. Chỉ cần có cơ hội, tôi nguyện ý chờ đợi cô ấy đến cuối cùng.
Nhưng nếu cô ấy đã có hạnh phúc của riêng mình, thì tôi cũng không muốn trở thành sự khốn khổ của cô ấy. Xin lỗi nhé người anh em. Đào Hoa không thích tôi biết điều đó. Tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng. Không ai có lỗi với ai, cô nói đúng không? Tôi thật sự không ngờ đến anh lại là người rộng lượng như vậy. Nào, tôi kính anh một ly cà phê, chúng ta uống cạn. Không được, hơi nóng rồi. Thành thật nói tôi biết đi, rốt cuộc người đó là ai? Em không biết. Lỡ như gặp phải người xấu thì sao? Ba mẹ người ta đã giao con gái cho tôi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì tôi giải thích với ba mẹ người ta thế nào? Đào Hoa, tôi xin lỗi. Có lẽ hôm nay tôi lại không thể ăn cơm cùng cô. Không sao, anh cứ bận công việc của anh. Tại sao giọng điệu của em giống như đang nói trái lòng mình vậy? Nếu không có thì anh sẽ cố gắng hết sức. Anh sẽ cố gắng làm việc thật nhanh. Không cần, trước tiên anh cứ tăng ca đi, không cần vội. Anh đã suy nghĩ xong rồi, anh đã quyết định đến gặp em. Sao em lại đột nhiên tinh ý như vậy? Điều này khiến anh cảm thấy rất khủng hoảng. Ai khủng hoảng cái gì? Cái gì? Cậu nói rằng bàn nha trực đêm ở trường mỗi tối chính là hẹn hò với thằng nhóc đã vứt bỏ con gái tôi, là con vứt bỏ Lương Vũ không được sao? Bà nói bây giờ Lương Vũ lại đang dụ dỗ bàn nha. Cái gì? Anh đến rồi à? Học xong rồi à? Hôm nay cô giáo dạy gì thế? Tâm lý học về tình yêu. Vậy hôm nay giáo viên của bọn em có dạy bọn em là hạng người gì với hạng người gì không thích hợp ở bên nhau hay không? Anh à, em hiểu ý của anh. Chính là người giống như anh nên ở bên một người giống như Đào Hoa. Anh đừng lo lắng, em tuyệt đối sẽ không coi thường anh. Lúc nãy anh vừa đưa Đào Hoa về sao? Cố lên nha. Không phải, bà Nha. Anh thấy dường như hôm nay em có vẻ rất vui. Gặp được chuyện gì à? Nói anh nghe đi. Em vừa mới học được cách làm trà bánh mới. Em sẽ cho anh nếm thử. Đẹp thế à, còn có hoa hồng nữa. Anh không được ăn bông hoa hồng này. Đây là đặc chế dành riêng cho người muốn dưỡng dạ dày. Được đặc chế dành riêng sao? Làm cho ai vậy? Bây giờ thì là thầy tốt bạn hiền kim anh trai của em. Nhưng sau này thì vẫn chưa biết. Sao em lại có thêm nhiều anh trai vậy? Em không sợ anh ghen tị à? Chuyện này đâu giống nhau. Anh à, anh biết không? Trong cuộc đời của em, đây là lần đầu tiên em cảm thấy tràn đầy hy vọng. Anh à, anh biết không? Trong cuộc đời em thật sự đặc biệt cảm ơn mọi người đã giữ em ở lại Bắc Kinh để em gặp được những người trong đời này em không thể gặp được. Được rồi anh trai, thời gian không còn sớm nữa, anh mau về nghỉ ngơi đi. Lưu tổng, phía sau vẫn còn. Đợi một chút. Cô đi trước đi. Alo. Vậy gặp ở công ty nhé. Được. Hoa Hoa, cậu đỏ mặt dưới tay gọi tôi đến đây là có chuyện gì thế? Sao rồi? Doanh Doanh, giúp tôi một việc nhé. Cậu nói đi. Cũng không phải là cậu không biết tâm tư đó của mẹ tôi. Hôm nay bà ấy lại sắp xếp hẹn gặp một người cho tôi. Gọi là trọng cơ gì đó, lại hẹn người khác à? Anh ta là người địa Trung Hải, cậu bảo tôi nên ứng phó thế nào? Mẹ tôi còn nói với người ta là bảo tôi đi xem ca kịch với anh ta. Làm sao tôi có thể đi xem được? Nhưng tôi cũng không thể nói là tôi không muốn xem ca kịch. Vậy lúc về làm sao tôi giải thích? Được rồi, không có chuyện gì, cậu bình tĩnh đi. Tôi đi giúp cậu. Doanh Doanh, yên tâm đi, không sao đâu. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn nói với anh về chuyện của bà Nha. Bà Nha xảy ra chuyện gì? Có phải gần đây anh thường xuyên hẹn hò với em ấy không? Ra ngoài dạo phố hay ăn cơm gì đó? Đúng vậy, sao thế?
Không sao, chỉ là tôi nhìn em ấy dưới góc độ của một người anh trai. Tôi cảm thấy em ấy vẫn là một bé nhóc chưa trưởng thành, không thành thục, trẻ con ngây thơ. Tiếp đó là em ấy căn bản không có năng lực làm việc. Với góc độ của một người đàn ông, nếu nhìn thấy một người phụ nữ như vậy thì em ấy cũng có rất nhiều tật xấu. Miệng lệch, nói chuyện không lưu loát, còn khóc nhè nữa, mà khí chất cũng tương đối mộc mạc, đơn giản. Nếu đứng chung một chỗ với anh, tôi cảm thấy em ấy làm anh mất mặt. Lẽ nào cậu đang cảm thấy tôi thích em ấy? Vậy nếu không thì sao? Tôi chỉ coi em ấy như em gái. Xem như em gái. Nếu không thì sao? Không sao. Đúng đúng, tôi biết anh luôn coi em ấy như em gái. Nhưng mà Nha là một người sống ở nông thôn từ nhỏ. Em ấy chưa từng tiếp xúc với đàn ông trong thành phố lớn. Đột nhiên, ngay khi em ấy vừa đến thủ đô, vừa gặp một người đàn ông giàu có đẹp trai như anh, thật khó tránh khỏi việc dậy sóng trong lòng, đúng không? Tôi hiểu rồi. Hôm nay cậu đến tìm tôi vì chuyện này à? Không không, cũng không hoàn toàn vì chuyện này. Tôi chỉ muốn tìm anh. Thật ra là vì chuyện nào? Được rồi, cậu đừng lo lắng. Đúng rồi, cậu và Đào Hoa thế nào? Mẹ em ấy vẫn ép em ấy đi xem mắt à? Mẹ cô ấy ép đi xem mắt. Hôn lễ của Figaro sau khi ra mắt ở Venice năm 1786 liền được khen là ca kịch hoàn mỹ nhất lịch sử. Không hổ danh là tác phẩm đỉnh cao của Mozart. Nếu cẩn thận lắng nghe những nốt nhạc nhún nhảy kia thì nó giống như sóng lớn dâng trào ở biển cả. Cây thông cô độc đứng ngạo nghễ ở trên ngọn núi, sa mạc cháy bỏng dưới ánh mặt trời. Trọng Cơ, lát nữa chúng tôi đi gọi xe. Hai người có đi cùng không? Tôi không đi đâu, anh đi với họ đi. Tôi phải đưa cô ấy về nhà. Được thôi, vậy tôi đi nhé, tạm biệt. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Thật ra anh không cần đưa tôi về đâu, tôi có thể tự về được. Vốn dĩ tôi cũng không muốn đi. Xin lỗi vì hôm nay tôi nên giới thiệu cô trò chuyện với bọn họ nhiều hơn. Kết quả tôi lại nói chuyện với cô về ca kịch. Chúng ta nói chuyện rất vui, tôi cũng không biết nói gì với họ. Thật ra tôi cũng vô cảm đối với các loại xe, có vài chiếc xe là được rồi. Cô biết chơi bóng không? Bóng gì? Golf. Không biết, tôi có thể dạy cô. Cuối tuần chúng ta đi chơi bóng nhé. Cô sẽ đi cùng chứ, hãy cho tôi cơ hội. Tôi sẽ đền bù thật tốt cho ngày hôm nay, vì tôi không suy nghĩ chu toàn cho cô. Chân chân ni hoa.